Cô chào các em. Hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn chính phân môn tiếng Việt. Tiết 112. Liên kết câu và liên kết đoạn văn. Ở bài này, mục tiêu cần đạt, cô sẽ giúp các em nâng cao hiểu biết và kỹ năng sử dụng các phép liên kết đã học. Nhận biết liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn. Đồng thời, các em sẽ nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản. Trước khi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Em hãy xác định các thành phần biệt lập đã học trong các câu sau. Chỉ rõ đó là những thành phần nào. A. Này, hãy đến đây nào. B. Có lẽ trời sẽ mưa. C. Nguyễn Du, tác giả truyện Kiều, là một nhà thơ lớn của dân tộc. D. Chao ôi, trăng đẹp quá. Ở tiết trước, các em đã tìm hiểu về thành phần biệt lập. Do vậy, cô nghĩ các em sẽ dễ dàng tìm ra đó là những thành phần nào trong những ví dụ. Ở câu A, là này, thành phần gọi đáp, dùng để gọi. Câu B, có lẽ là thành phần tình thái. Câu C, tác giả truyện Kiều, là thành phần phụ chú. Câu D là chao ôi, thành phần cảm thán. Giờ đây, chúng ta vào bài. Như các em đã biết, để có được sự mạch lạc cho một văn bản thì chắc chắn cần phải có sự liên kết giữa các câu, các đoạn về hình thức cũng như nội dung. Chính sự liên kết này tạo ra mối quan hệ giữa các phần trong văn bản. Bài học hôm nay, cô sẽ giúp các em có ý thức vận dụng sự liên kết này vào bài viết của mình để có một tác phẩm dù nhỏ nhưng thật mạch lạc. Chúng ta cùng ghi vào vở bài học một la mã khái niệm liên kết. Các em cùng cô đọc đoạn văn Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi trong sách giáo khoa trang 42 và 43. Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không chỉ ghi lại cái đã có rồi, mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Đoạn văn trên bàn về vấn đề gì? Khi hỏi về bàn về vấn đề gì, đó là hỏi vấn đề bàn luận hay gọi là chủ đề. Có lúc ta còn gọi là luận điểm. Bàn về mối quan hệ giữa hiện thực cuộc sống và sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Chủ đề ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản? Đây là một trong những nội dung ghép vào chủ đề chung của văn bản, tiếng nói của văn nghệ. Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn trên là gì? Câu 1. Tác phẩm nào cũng có cơ sở từ hiện thực. Thật vậy, văn nghệ phản ánh cuộc sống và thể hiện muôn mặt tâm trạng của con người trong cuộc đời. Câu 2. Từ các vật liệu đó của hiện thực, người nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Thật ra, những cái đã có rồi của cuộc sống là những cái xung quanh chúng ta. Ai cũng thấy, ai cũng biết. Nhưng nếu văn nghệ chỉ nói về cái đã có, thì thực sự văn nghệ
chẳng có đóng góp gì cho nhân loại, nhất là đời sống tinh thần. Nhưng điều đặc biệt là văn nghệ có tiếng nói sáng tạo riêng để khẳng định những điều chưa có, đó mới là giá trị của tiếng nói văn nghệ. Câu 3. Sự sáng tạo ấy chính là thông điệp của nhà văn muốn gửi đến mọi người. Thông điệp ấy chính là cái riêng của người nghệ sĩ, là cảm xúc, là suy tư, là suy nghĩ của họ gửi đến người đọc, người nghe, và thông qua tác phẩm nghệ thuật họ gửi đến cho cuộc đời. Vậy những nội dung ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề của đoạn văn? Quan hệ mật thiết, bởi nội dung các câu văn tập trung làm sáng tạo chủ đề chung của cả đoạn văn. Như các em đã biết, câu sẽ hình thành đoạn, đoạn sẽ hình thành nên bài văn, và tất cả cùng sáng tạo cho chủ đề chung của bài văn. Ta gọi đó là liên kết về mặt chủ đề. Em có nhận xét như thế nào về trình tự sắp xếp của các câu trong đoạn văn? Để hiểu rõ phần này, cô và các em sẽ thực hiện một ví dụ nhỏ. Trong đoạn văn có 3 câu. Cô đảo trình tự thử nhé. Cô đảo câu 2 và câu 3 lên trên và câu 1 sẽ đưa xuống dưới. Ta nhận thấy nội dung chính vẫn có 2 phần thông tin, nhưng trình tự điểm nhấn không rơi vào chủ quan của người viết mà rơi vào khách quan của thực tại. Do vậy, bài sẽ không đúng với tư tưởng được nói đến, bởi tác giả nhấn mạnh chủ quan bằng cách ông đã dành 2 câu 2 và 3, còn khách quan ông chỉ dành 1 câu. Từ đó, ta thấy đoạn không phù hợp với chủ đề đoạn văn hay toàn bộ tác phẩm. Cô lại đổi trình tự lần 2. Cô đổi câu 2 lên trên, rồi đến câu 1, và cuối cùng là câu 3. Rõ ràng, chúng ta sẽ không hiểu mối liên hệ của chúng, bởi đoạn văn sẽ lộn xộn, các ý và mạch văn sẽ không mạch lạc. Từ đó, ta có thể rút ra kết luận. Trình tự sắp xếp của mỗi câu văn trong đoạn văn phải có nội dung bám sát chủ đề của cả đoạn, và trình tự phải thống nhất chặt chẽ và logic. Đủ 2 yếu tố đó, ta đã liên kết về nội dung. Giờ đây, các em sẽ ghi phần 1 la mã vào vở bài học. 1. Khái niệm liên kết. Một nhỏ ví dụ, xét đoạn trích tiếng nói văn nghệ ở trang 43. Luận điểm, người nghệ sĩ phản ánh thực tại là một trong những yếu tố ghép vào chủ đề chung của tiếng nói văn nghệ. A. Liên kết nội dung. Câu 1. Phản ánh thực tại. Đây là nội dung khách quan. Câu 2, tái hiện và sáng tạo. Câu 3, người nghệ sĩ nhắn gửi điều gì đó. Câu 2 và 3 là chủ quan. Thể hiện những điều mới mẻ riêng của người nghệ sĩ đã tìm được trong bức tranh cuộc sống và gửi đến cho người đọc thông điệp gì đó. Tất cả các nội dung đều hướng vào chủ đề chính của đoạn văn. Trình tự các ý hợp lý. Ta gọi đó là liên kết nội dung. Chúng ta vừa tìm hiểu liên kết nội dung là mối quan hệ, đề tài và quan hệ logic giữa câu với câu.
đoạn văn với đoạn văn. Bên cạnh đó, ta còn có thể sử dụng các từ ngữ cụ thể có tác dụng nối câu với câu, đoạn với đoạn, bằng cách nhìn thấy và đọc trong từng câu chữ. Đó là liên kết hình thức. Chúng ta bước vào phần B. Liên kết hình thức. Cô và các em sẽ ôn lại một số kiến thức cũ nhé. Các em quan sát bản phụ. Về hình thức, chúng ta có một số phép liên kết dễ nhận biết và được sử dụng nhiều. Đầu tiên, đó là phép lặp. Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước, nhằm nhấn mạnh liên kết giữa các câu, đoạn. Các em lưu ý, lặp trong điệp ngữ sẽ tạo ra sự sống động, nhưng chúng ta tránh lỗi lặp từ là không thể hiện được nội dung và gây nhàm chán dài dòng trong diễn đạt. Phép thứ hai là phép thế. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu đứng trước, chủ yếu là thay thế bằng đại từ. Phép thứ ba là phép nối, thường đứng ở đầu câu tiếp sau hay đầu đoạn, thường sử dụng quan hệ từ như trước hết, sau hết, tuy, nhưng. Và phép cuối cùng là phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước. Các em lưu ý, khi sử dụng phải phù hợp tình huống cụ thể, theo quy định và không tùy tiện. Giờ đây, chúng ta sẽ làm rõ lượng kiến thức bài học bằng cách đi vào ví dụ trong sách giáo khoa trang 42 và 43. Các em tiếp tục ghi vào vở bài học. B. Liên kết hình thức. Ta tìm được phép lặp ở từ tác phẩm. Câu 2 liên kết câu 1. Sử dụng từ cùng trường liên tưởng, tác phẩm, nghệ sĩ. Các em cũng biết người nghệ sĩ tạo ra tác phẩm. Và nghệ sĩ, tác phẩm cùng liên quan tới trường liên tưởng, đó là nghệ thuật. Phép nối, nhưng. Câu 3 liên kết câu 2. Sử dụng phép thế. Anh sẽ thay cho từ nghệ sĩ. Cụm từ cái đã có rồi, đồng nghĩa với những vật liệu mượn ở thực tại. Vậy, qua các phần vừa tìm hiểu, ta có thể rút ra nhận xét. Các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức. Có thế, ta mới có thể làm được một văn bản mạch lạc và thuyết phục người khác. Để khắc sâu bài học, các em cùng cô sẽ quan sát sơ đồ toàn bộ bài một lần nữa. Liên kết câu và liên kết đoạn văn sẽ bao gồm liên kết về nội dung và liên kết về hình thức. Về nội dung, chúng ta có liên kết chủ đề và liên kết logic. Về hình thức, chúng ta sẽ có bốn phép gần gũi, đó là phép lặp, phép thế, phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng và phép nối. Giờ đây, cô và các em cùng thực hành một ví dụ nhỏ. Xác định hai phép liên kết mà em biết có trong đoạn văn. Trong khi cô đọc, các em cùng tham khảo và sau đó mình tìm nhanh giúp cô. Người ta bảo ở bên Palestine có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển chết, đúng như tên gọi. Không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này.
Nước trong hồ không có một loài cá nào có thể sống nổi, mà người uống cũng bị bệnh. Không một ai muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilee. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh, mát rượi. Con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở đây. Vườn cây ở đây tốt tươi nhờ nguồn nước này. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển chết. Biển chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình mà không chịu chia sẻ. Biển hồ Galilee cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan, rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch. Nhờ vậy, nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người. Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình. Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình. Sự sống trong họ rồi cũng dần, chết mòn như nước trong lòng biển chết. Trong đoạn văn có rất nhiều phép liên kết, nhưng cô chỉ yêu cầu các em xác định hai phép. Chắc chắn các em dễ dàng phát hiện hai phép, đó là phép lập biển hồ và phép nối nhưng. Các em hãy tìm thêm một số phép liên kết trong bài nữa nhé. Giờ đây chúng ta bước sang phần 2 La Mã luyện tập. Phân tích sự liên kết về nội dung và hình thức giữa các câu trong đoạn ở sách giáo khoa trang 43 và 44. Chủ đề của đoạn văn là gì? Chủ đề: khẳng định năng lực trí tuệ của người Việt Nam và những hạn chế cần khắc phục. Đó là sự thiếu hụt về kiến thức, khả năng thực hành, sáng tạo, yếu do cách học thiếu thông minh gây ra. Nội dung các câu văn đều tập trung vào chủ đề trên. Chúng ta sẽ nêu một số trình tự sắp xếp của câu để thấy đoạn văn rất hợp lý. Trình tự là mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam. Sau đấy là đưa ra những điểm hạn chế. Và cuối cùng là cần khắc phục hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế mới. Các ý đã được sắp xếp theo trình tự hợp lý. Câu 2. Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào? Bản chất trời phú ấy nối câu 2 với câu 1. Đó là phép đồng nghĩa. Bản chất trời phú đó chính là sự thông minh, nhạy bén với cái mới của người Việt Nam. Nhưng nối câu 3 với câu 2, đây là phép nối. Ấy là nối câu 4 với câu 3 là phép nối. Lỗ hổng ở câu 4 và câu 5 được lặp lại là phép lập. Thông minh ở câu 5 và câu 1 được lặp lại, đó là phép lập. Các em vừa cùng cô tìm hiểu về phần bài liên kết câu và liên kết đoạn văn. Giờ đây, cô sẽ hướng dẫn các em một số điều về nhà. Điều 1, các em xem lại bài giảng ở vở bài học. 2, các em hãy xem trước bài liên kết câu và liên kết đoạn văn, phần luyện tập. Cô có một lưu ý. Ngoài bài tập, các em làm gửi email cho thầy cô bộ môn trong lớp. Các em nhớ làm các bài tập đầy đủ ra giấy, bấm thành một tập. Khi nào đi học lại, sẽ nộp cho giáo viên bộ môn để lấy điểm miễn vào 15 phút.
Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Mọi thắc mắc về bài giảng, các em có thể liên hệ email và điện thoại của cô ở phía dưới. Thân ái, chào các em!